Chào mừng các bạn đến với khóa học kiếm tiền eBay Dropshipping. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn làm cách nào để tính được lỗ lãi sản phẩm, xem lãi bao nhiêu. Ví dụ như khi chúng ta bán một sản phẩm, thường là khi bán một đơn hàng xong thì chúng ta sẽ mất phí cho eBay là 9% nếu như chúng ta mua gian hàng của eBay và 10% khi chúng ta không mua gian hàng của eBay. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải trả một khoản phí nữa cho PayPal. Vì vậy chúng ta phải tính xem là chúng ta sẽ quyết định bán sản phẩm với giá bao nhiêu và lãi bao nhiêu. Đầu tiên chúng ta sẽ vào một trang website gọi là New Line Auction. Cái trang này trang tính lỗ, có công thức để tính lỗ lãi sản phẩm. Sau đó chúng ta vào FICO, sau tích ở mục Store và mục Item Cost. Item Cost là chi phí sản phẩm, tức là chi phí bạn mua sản phẩm đó ở nhà cung cấp, tổng chi phí là bao tiền, ví dụ như là 8 đô chẳng hạn. Còn bin price có nghĩa là gì? Là chi là cái giá thành sản phẩm bạn bán ở trên eBay là bán báo bao nhiêu. Ví dụ tôi bán là với giá 15 đô chẳng hạn. Thì ở đây trên đây sẽ hiện ra thông tin chúng ta sẽ lãi được 4,91 đô. Đó. Ngoài ra có một công thức tính khác nhanh hơn thì các bạn có thể download bản Excel ở dưới. Tôi sẽ gửi hai bản Excel đây. Cái thứ nhất là bản Excel về công thức tính lỗ lãi trong trường hợp là chúng ta không mua gian hàng của eBay. Rồi. Ví dụ đây là sold amount. Sold amount là gì? Là giá chúng ta đã bán ở trên eBay là bao nhiêu tiền. Đây là item cost là chi phí sản phẩm chúng ta mua là bao nhiêu. Ví dụ như là tôi mua một sản phẩm giá 9 đô, tôi bán với giá 20 đô. Thì đây là lãi thực mà mình mang về là 8,12 đô. Đây là công thức tính rồi, chúng ta cũng không cần phải quan tâm. Có công thức tính chúng ta chỉ điền hai số vào đây thôi là chúng ta sẽ biết là lỗ lãi bao nhiêu. Đấy, đây là với trường hợp mà chúng ta không mua gian hàng của eBay. Còn đối với trường hợp chúng ta mua gian hàng của eBay thì có công thức tính khác, và bởi vì chúng ta chỉ trả 9% khi mà bán một đơn hàng. Đây là công thức chúng ta mua gian hàng của eBay. Ví dụ chúng ta mua sản phẩm giá 9 đô, chúng ta bán 20 đô thì chúng ta sẽ lãi 8,32 đô. Đúng không ạ? Thì các bạn lưu ý là gì? Khi mà chúng ta bán sản phẩm ấy, chúng ta phải cân nhắc xem là gì? Giá thành tổng sản phẩm của nhà cung cấp là bao nhiêu tiền và chúng ta định bán bao nhiêu và lãi bao nhiêu tiền ở đây? Bao nhiêu tiền đây? Chúng ta điền đây thì sẽ đi ra con số và chúng ta quyết định là chúng ta bán với giá bao nhiêu. Vâng, trên đây là những cái bước để chúng ta tính lỗ lãi sản phẩm, quyết định giá bán sản phẩm như thế nào ở trên eBay. Chào các bạn và hẹn gặp các bạn trong bài học tiếp theo. Chúc các bạn thành công.